Nghệ sĩ Ngọc giàu chết. Nghệ sĩ cải lương gạo cội lần đầu kể chuyện kết hôn với người đàn ông hơn mình 32 tuổi và không có tình yêu. Nỗi đau càng lớn hơn khi con gái của bà lại qua đời khi mới học lớp 7. Nghệ sĩ Ngọc giàu kể chuyện lấy chồng hơn 32 tuổi, nữ nghệ sĩ lấy chồng năm 17 tuổi, sau đó con gái đầu lòng qua đời khi mới học lớp 7. Tập xấu của chương trình Sau Ánh Hào Quang là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Ngọc giàu. Vốn là người kín tiếng, đây là lần đầu nghệ sĩ cải lương kỳ cựu chia sẻ về cuộc đời nhiều sóng gió của mình. Bà kể gia đình nghèo khó túng quẫn đến mức phải tìm ngọn lá cây ăn lót dạo qua ngày, cũng vì nghèo mà bà được ba mẹ đặt cho cái tên mang ý nghĩa kim tiền, Ngọc giàu. Không chịu thua cái nghèo, Ngọc giàu cho biết đã miệt mài đi bộ 3 km hàng ngày để xin học chữ tại một nhà thờ. Nhiều khi tôi gục giữa đường phải ăn tạm nắm cơm bỏ thừa của bạn đồng lứa vì đói, ngất lên ngã xuống nhưng tôi không nản lòng vì phải biết chữ mới ca được, bà nhớ lại. Trời không phụ lòng, Ngọc giàu chính thức bước vào nghệ thuật khi chỉ mới 10 tuổi. 4 năm sau, bà khiến cả miền Nam trưng trưng khóc cùng mình với Áo Tình Đắp Mộ Người Yêu, một tác phẩm được soạn giả Viễn Châu dành riêng cho bà. Từ đó, bà bước lên đài danh vọng khi trở thành nghệ sĩ trẻ, trúng hợp đồng trị giá 50.000 đồng. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc giàu nói vui, ngày ấy 1.000 rưỡi là được một lượng vàng rồi, công nhận ngày đó tôi xuất sắc. Nữ nghệ sĩ 72 tuổi kể, đang đi hát tự nhiên ba kêu về lấy chồng rồi định ngày cưới luôn, chứ tôi có biết yêu là gì đâu. Cưới rồi mà tôi chẳng có cảm giác gì hết, có yêu đâu mà kêu là vợ chồng. Không có tình cảm nên cô thẳng thừng tuyên bố vì nghe lời ba má nên mới lấy chồng. Cứ thế, nàng dâu Ngọc giàu bướng bỉnh đến mức cha mẹ ruột phải xin rút về vì em còn bé quá, đợi em lớn chút rồi vợ chồng tái ngộ. 2 năm sau, khi chồng 51 tuổi hân hoan sang đón cô vợ 19 tuổi, thì bà vẫn tuyên bố, biết là chồng nhưng khoan đã, Ngọc giàu là thế, không yêu thì không thể cưa cẩm. Nếu Ngọc giàu nắm giữ hào quang thì con gái lại bị tước đi mạng sống bởi bệnh ung thư máu. Nghệ sĩ nhân dân Ngọc giàu trầm ngâm, nếu giờ còn sống chắc nó cũng 47-48 tuổi rồi. Lúc đó Hân đang đi thi lớp 7 thì xỉu, bác sĩ nói bị ung thư máu, một tuần sau là chết. Kể từ cái chết của con, nghệ sĩ Ngọc giàu bỏ hát và thường đi lang thang từ chiều tối đến hừng sáng suốt 5 tháng trời. Người mẹ ấy đi nhặt những mảnh đời trong bóng tối để chiêm nghiệm sự vô thường của cuộc sống. Con gái dạy tôi hiểu chuyện hơn ngày xưa gấp 100 lần, nghệ sĩ nhân dân Ngọc giàu tâm sự.